Hành trình của Võ Lê Quế Anh tại Miss Grand International 2024 vướng nhiều bàn tán từ khán giả. Trong đó, có tin đồn đơn vị giữ bản quyền Miss Grand Việt Nam đã chi hơn 30 tỷ đồng để mua bình chọn cho Quế Anh ở hạng mục Miss Popular Vote. Nỗ lực giành cơ hội với 30 tỷ để Quế Anh tiến vào top 10 trong đêm chung kết nhưng thất bại. Trước thông tin được lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội suốt thời gian qua, bà Phạm Kim Dung khẳng định con số này không đúng sự thật. Bà Trùm Hoa hậu chia sẻ với rằng thông tin này dường như xuất phát từ một livestream của ông Nawaz, chủ tịch cuộc thi Miss Grand International, chia sẻ vui về tổng số tiền thu được từ việc bình chọn hạng mục Miss Popular Vote. Từ số tiền đó, nhiều người tự làm phép chia xem các đại diện dẫn đầu cuộc đua này là Indonesia, Myanmar, Việt Nam đã chi bao nhiêu tiền để mua lượng bình chọn và con số 30 tỷ đồng bị đồn đoán từ đó. Bà Phạm Kim Dung nói rõ, sự thật không phải như vậy, tôi không có nhiều tiền đến thế. Nếu tôi có nhiều tiền như vậy, tôi sẽ làm thật nhiều chương trình hấp dẫn, hoành tráng để cho khán giả, những người yêu mến sắc đẹp sẽ được tận hưởng. Hoặc tôi sẽ đầu tư nhiều hơn cho những dự án nhân ái, những dự án cộng đồng chứ tôi sẽ không bao giờ dùng số tiền như vậy để bình chọn cho một thí sinh của mình chỉ để họ vào top 10. Bà Trùm Hoa hậu cũng phủ nhận chuyện đổ hết tiền đầu tư cho Quế Anh tại Hoa hậu Hòa bình quốc tế 2024 từ đó không còn tiền đầu tư cho Thanh Thủy ở cuộc đua Hoa hậu quốc tế 2024. Bà Kim Dung cho biết hai vấn đề này không liên quan đến nhau, mỗi Hoa hậu đều được lên chiến lược, đầu tư riêng cho từng cuộc thi, không có chuyện dùng ngân sách của người này để đầu tư cho người khác. Nữ doanh nhân chia sẻ thêm rằng mình mong muốn gà chiến của mình được ban giám khảo bàn luận sôi nổi trên bàn chấm thi về sắc vóc nổi trội, hình thể thanh thoát, năng lượng thi đấu, sự thân thiện và những yếu tố phù hợp với cuộc thi. Lý do công ty không đẩy mạnh việc bình chọn cho Thanh Thủy tại Hoa hậu quốc tế mà chỉ bình chọn ở giai đoạn đầu cuộc thi là vì có chiến lược riêng. Lúc ấy, tôi nhận ra Thanh Thủy đang rất hòa nhập, phù hợp với cuộc thi. Tôi muốn ngưng chuyện bình chọn vì muốn Thanh Thủy phải được ban giám khảo đưa lên bàn cân để bàn luận, nói về những thế mạnh của cô ấy thay vì việc cô ấy đã được vào top nhờ bình chọn rồi nên không cần bàn tới nữa. Bà giải thích, vị này nói thêm, vì sao mình phải bình chọn khi cô ấy đang rất mạnh. Trước nhận định, chiến thắng của Huỳnh Thị Thanh Thủy đã cứu nguy cho công ty sau thất bại của Võ Lê Quế Anh, bà Phạm Kim Dung không cho là như vậy. Quế Anh thất bại hay Thanh Thủy thành công thì công ty chúng tôi vẫn phải tiếp tục làm công việc, sứ mệnh của mình. Điều lớn nhất là ai đạt được thành tựu thì họ phải nỗ lực và tiếp tục sứ mệnh của mình, ai chưa đạt được phải tự mình phấn đấu, vị này bày tỏ. Bà nói thêm rằng việc Thanh Thủy đăng quang cũng không khiến cho Quế Anh ngừng bị nói nặng, thậm chí cô còn bị góp ý, so sánh nhiều hơn. Trước đó, mạng xã hội còn lan truyền một thống kê khác về hạng mục này và chỉ ra có hơn 9.000 tài khoản bình chọn cho Hoa hậu Quế Anh. Số tiền phải bỏ ra được cho lên đến gần 31 tỷ đồng. Tuy nhiên đây chỉ là con số được tính toán nhanh từ công chúng nên không đảm bảo trọn vẹn tính xác thực. Số tiền cụ thể về việc đã tiêu tốn cho việc bình chọn của Hoa hậu Quế Anh tại Miss Grand International 2024 vẫn còn là một ẩn số lớn, chưa có lời giải đáp. Ngay từ mùa giải Miss Grand International 2023, hạng mục Miss Popular đã phần nào giúp ông Nawaz thu về một số tiền khủng. Từ một số thống kê mùa giải này đã thu về tổng số 1,2 triệu đô la Mỹ, khoảng 31 tỷ đồng, từ việc bình chọn.